Xin chào các bác nhá. Mọi người mua mật ong ở trên kênh Cao Nguyên Đá ấy, mọi người mua từ 2 lít mật ong trở lên, đó cụ thể là mật ong Hoa Bạc Hà ở đây ấy, thì mọi người sẽ được tặng một bịch măng hoặc một bịch óc chó, là mọi người có thể lựa chọn ạ. Còn ngoài ra khi mọi người mua từ 4 lít mật ong Bạc Hà trở lên ấy, mọi người sẽ được tặng kèm theo nửa lít mật ong rừng và một bịch măng hoặc là một bịch óc chó. Ngoài ra nữa ấy, là mọi người mua hàng thì là sẽ lấy từ 1 lít trở lên thì Cao Nguyên Đá cũng sẽ hỗ trợ tiền vận chuyển từ bây giờ cho đến Tết âm lịch, Tết Nguyên Đán đó mọi người ạ. Thì cũng rất mong là nhận được cái sự ủng hộ của mọi người. Thêm một thông tin nữa thì là hiện tại là măng bây giờ Cao Nguyên Đá chỉ còn có 13 bịch thôi, nên là quý cô bác nào mà chưa nhận được cái bịch măng khuyến mãi thì mọi người có thể mua thêm mật ong, có thể nhận được thêm măng. Còn ngoài ra khi hết măng thì Cao Nguyên Đá có sẽ hỗ trợ là tiền cước phí vận chuyển và vẫn tặng thêm quả óc chó đó mọi người ạ. Và cũng sẽ là 4 lít trở lên sẽ tặng nửa lít mật ong rừng để mọi người có thể là được thưởng thức là mật ong Bạc Hà và mật ong rừng, để mọi người có thể so sánh tại sao cái giá mật ong Bạc Hà nó lại cao hơn cái giá mật ong rừng này, thì lúc đó mọi người sẽ dùng thử và mọi người sẽ biết để so sánh. Còn về cái mật ong Bạc Hà thì cũng có chia sẻ với mọi người quá là nhiều rồi, mật ong Bạc Hà chỉ có duy nhất ở trên vùng Hà Giang này có, mà trong tỉnh Hà Giang này có duy nhất vùng Mèo Vạc và Đồng Văn này là có cái trữ lượng hoa Bạc Hà tự nhiên nhiều nhất. Vậy nên ấy, nó là một trong những cái loại là vua của các loại mật ong rồi. Các bác nào đã mua hàng ở Cao Nguyên Đá này mọi người có thể để lại comment ở phía dưới. Sao xanh á? Em mời nha. Mình với Ria đẻ 6 người con rồi. Cũng giống như chú Ria bây giờ có 6 người con đấy. Em này là có mấy người con? Dạ. Em có mấy người con? 7 con thôi. 7 con. Số mấy rồi? Xin chào các bác nhé. Hiện tại thì Cao Nguyên Đá với em Gia thì hai anh em có chở một phần quà cũng như là cái bao quà của các bác để phát cho các hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay là hai anh em cũng vừa trải nghiệm mấy cung đường từ ngoài kia vào đây. Bây giờ anh em sẽ đi bộ xuống khu vực này. Bao nhẹ nhiều anh bao nhẹ bởi vì là chân mình vẫn còn chưa hết đau. Đây. Tay à? Được rồi. Rồi, lên đường. Đường đi vào trong nhà của 6 cháu đấy mọi người ạ. Nhà thì ở thôn này thì là cái thôn mình với em Gia cũng mới biết đến thôi. Anh em đi bộ vào khoảng tầm hơn 20 phút thì đến nơi. Đoạn xuống dốc rồi. Gia ăn cơm chưa? Ăn cơm sáng chưa? Sáng thì em vẫn về nhà làm việc nhà, sau đó phải tranh thủ với đồng hành cùng mình đi được. Ừ, anh nhìn thấy rồi, đang bảo đi xuống cái đoạn này nó đỡ dốc rồi với buồng dày dày khó ngã luôn đấy, buộc cái dây dày đã đấy nhà đấy mọi người. Ở đây thì bà con sống dọc theo cái khe núi. Còn dưới thung lũng này thì là dùng để trồng trọt này. Trong thôn này cũng là một trong những cái thôn phải nói là tương đối là sâu và xa đấy mọi người ạ. Điện thì không có và đường ấy thì cũng không có nữa, nốt. Chỉ có cái con đường nhỏ này thôi. Đi. Được mà. Sắp đến rồi. Đoạn nữa là đến à. Hôm nay thì thời tiết đỡ lạnh hơn. Ở đây bà con vẫn đi xe máy vào được đây mọi người này. Và cái đoạn đường ở trên kia thì nó dốc với cả là đường nó hẹp nữa chứ. Nhưng mà Di ạ, xe máy chắc chỉ đi đến đoạn này thôi.
Mấy cái hồ trên kia thì chắc là không thể đi vào được rồi. Đá như thế này này, anh em đi bằng hai chân còn khó, cũng chỉ đi xe máy vào. À, nhà các cháu là có mới có cái bạt nó căng lên mọi người ạ. Lần trước anh em mình vào là không có đâu. Đang hát líu lo trong nhà. Ria nhớ nhà này ở cái mẹ các cháu tên là gì không? Đúng rồi. Già bằng tuổi mình với Ria. Đẻ 6 người con rồi. Cũng giống như chú Ria bây giờ có 6 người con đấy. À, thì tạm bao này ở đây đã, bao này thì mình sẽ phát hộ khác. Nhà đang có khách à? Hả? Cúng à? Đúng rồi, hôm nay nhà có khách thì sao ấy? Em bỏ xuống đi xong hỏi. Trẻ con đang chơi ở sau nhà này. Cho chú Diê chú gọi. Đây đây. Đá lượm chát lượm chởm đây mọi người. À, em Di đi vào nhà rồi. Có ai ở nhà không Di á? Ừ, chào anh nhá. Ô, chúng ta che cái cửa này vào à? À. Đây là khu vực chuồng trại của gia đình này. Mấy mọi người nhìn con lợn và con nuôi trên này này. Nuôi lâu lắm rồi ấy, lông nó mới dài như kia. Ừ. Gia đình thì đang ăn cơm trưa này. Có uống rượu không? Uống rượu à? Ôi, uống rượu này là sao mà chiều làm được? Chiều có đi làm gì không? Và chiều gia đình có đi làm gì không? Thế à? Đấy anh nào là chồng của rừng của già đấy? Anh nào là chồng của già? Anh kia à? Trong nhà tối quá nhỉ? Cái cửa này gia đình đóng à, gió quá. Đúng rồi. Rồi em cảm ơn nhá. Bây giờ với nó mỏ này. Để mình nhờ em Gia là chuyển bao quần áo ra ngoài và gọi cho nó sáng. Trong nhà tối quá. Mấy chị em đang cười. À, chắc là để ra ngoài này cho rộng. Chú này nó hướng cái cám gà rồi, có cả phân gà. À, đây riêng cho anh mượn nào. Để mình nói lại cái bao quà này là của ai nhá. Đây thì là bao quà này là của gửi cho gia đình nhà chị già, để của cô giấu tên ở ở Phú Lương, Thái Nguyên, gửi cho gia đình. Đấy, em mở ra đi. Ừ.
À đây, cô để vào túi bóng mà. Em nhấc cả túi ra đi, để giải cái bao tải xuống. Anh chồng này tên là gì đây? Dạ. Mình tên là gì? Đây đây, chồng. À, chồng đây à? À. Hai mũi dính. Ờ, mũi dính. Hai mũi dính. Hai mũi dính. Dính, tên là Dính à? Tên Dính. Dính năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ông bao nào chồng? Hơn 20 tuổi đấy. 1995. 1995 à? À. Ừ, thế ra vợ là sinh năm 92. Ờ, giò mà. Đây này, cô giấu tên đấy, cô gửi quần áo cho nhà ấy nhá. Cho nhà Dính nhá, Dính với Già này. Ừ. À, em bảo là cái quần áo này, Dĩa. Cái quần áo này thì là gia đình chọn được cái nào nhá, mình sử dụng vừa với các con nhá. Còn không thì ngoài ra là chia cho cả anh này nữa. Ừ. Nét sai này, cho phụ nét cho mình nhổ ra mà cái mẹ nên cái sai cho tao cái chỗ đấy. Nét sai nên tao nét cho đây đây. Chị sẽ cho phụ mình nhổ ra. Từ trên nó chảy chỉ po chờ ra xuống lại. Em này là có mấy người con? Dạ. Em có mấy người con? Bảy con thôi. Bảy con? Bảy con nhiều thế. Cha tôi tiền rồi. Thế nhà nhà nào nhở? Nhà dưới kia. Ừ. Hai nhà. Hai nhà nhiều con nhất chơi với nhau mà nhà 6 con và nhà 7 con. Thế ở dưới này là còn ở bây giờ dưới này là có mấy hộ đang ở nhà đấy? Dưới này. Ừ. Vậy có ai còn ai ở nhà nữa? Đi làm Em xem còn ai đi xong bảo lên đây để lấy quần áo về để dùng này. Ở đây là mình có chuyển một bao nữa. Bao này thì là của cô Nguyễn Thị Thu, cô Nguyễn Thị Huân ở Đông Anh, Hà Nội, thì cô có gửi, cô bảo là phát cho hoàn cảnh nào thiếu ấy mọi người ạ. Tất cả thì có 3 bao nhưng mà hôm nay vào đấy anh em thì chở được một bao của gia đình nhà chị già, ngoài ra thì chở thêm một bao ấy nữa, thì hôm nay là chắc là sẽ phát ở đây đấy. Các cháu thích. Ôi giời, bạn già các bạn còn vừa quắp con cho ăn này, vừa chọn quần áo. Đấy, đồ nhỏ, đồ sơ sinh nhỉ. Vui mà. Lấy luôn cái quần bé đấy mặc cho con già. Lấy luôn cái quần bé đấy mặc cho con kìa. Bảo mặc quần mà. Vừa cho em đúng không? Đấy là chị lớn, con nhà Dình ấy không được đi học. À, ở đây hình như là có bố của già mà đúng không? Cái nhà mà chú đang chạy nghe mình xuống này này. Ừ, nhà dưới đây. Thì bảo là em cho em mở cái bao ra kia đi. Để ở đây thì toàn anh em trong nhà thôi, để mọi người sẽ chọn chia cho. Chứ cũng không phải là không phải anh em họ hàng ấy. Thì là mới lo là những nhà sau không được. Ở đây thì là hầu như là toàn anh em họ hàng trong gia đình hết mọi người ạ. Đấy, quà đấy là của cô Huân ở Đông Anh, Hà Nội. Để em mở ra. Các em là biết nhiều rồi. Đông trẻ con nhỉ, 2, 4, 6,
7, 8, 9. Cái đấy là một bộ đấy, cả quần nữa mà. Thế em này tên là gì? Em tên là gì nhỉ? Ừ. Lầu à? À. Lầu là sinh năm bao nhiêu rồi? À 88. À thế em gọi là anh rồi. Ừ ừ đấy, thì em bảo ra anh nghĩ là cái này sẽ là đồ của người lớn này. Em lấy ra đi xong để chọn cho gia đình chọn, em gửi cả cho cả chú nữa. Em hỏi đúng không? Dưới là bố vợ chứ hay là bố đẻ? Dình dình. Lũ trẻ vui lắm rồi ạ. À thế hôm nay là con của Dình là có ở nhà hết không hay là đi học? Đâu đứa xếp hàng mà xem nào. Xem nào. Hôm trước vào là chưa gặp hai bạn đi học á. Đâu bạn nào nhỉ? Để hai bà đi học bà đấy. Đâu? Hai bạn kia là hôm nay vẫn đi học đúng không? Hai bà kia. Đây là này, 1 2 này, 3 này. 6. Đâu nhỉ? 3 rồi. 4. 5. Ít tuổi tí nào. Đấy. 5. Một bạn đi học rồi à? Hai bạn. Thế là đẻ được mấy con? 6 con. 6 con. 6 con mà đây là có 2 này, 4 này, 5 này. À được. Con này, con chơi cô khát rồi. À, bắt hàng xóm à. Ô, sàn sàn bằng nhau này. Di hỏi cháu này là cháu lớn nhất nhà, 9 tuổi rồi ấy, người bé tí này. Xem có thích không? Mẹ, ông muốn chơi cháu hả? Ừ, tên là gì? Và. Và. À. Thế là vàng thịt rồi. Ờ. Để mà cho mẹ tôi. Mẹ sẽ cho là mẹ yêu đến mà. Ở bên nó mẹ yêu nó. Chứ này mà chị phụ kiến này là phụ chị ừ. Thế năm nay vào gặp đúng hai hộ gia đình, một hộ 7 người con, hộ 6 người con. Thế là con của anh đâu? Vâng, là cháu nào nào chỉ em xem năm nào. Một này, áo xanh này cũng là con mình à? Con lớn à? Bao nhiêu tuổi rồi? Có đi học không? Không đi học à? Đi học nhưng mà bây giờ còn ba đứa bé nữa không ai trông, thế ở nhà trông em à? Rồi ở đấy bà chị này lấy luôn cho con nữa này, đấy bé này vào lấy đi em. Anh bế đi, bế con bé đi cho con lớn để vào đây chọn quần áo đi. Nhá, bế hộ con một tí. Cô bé ánh mắt. Dình bế con đi, bế con bé này đi, cho con lớn hộ mẹ nào. Con lớn thì có kia. Lớn nhất nhà, 9 tuổi mà người bé tí nhỉ?
Hai ông bố ông nào cũng xấu hổ. Em bảo già chọn cho cả bố chồng nữa nhá. Đúng rồi, bây giờ mình chọn hết chỗ kia sẽ mình sẽ bỏ tem ra. Cái đấy như cái chăn đấy, cái đấy ấm lắm đấy. Ừ. Đào, mọi người chọn xong chưa, để cho thêm vào nhá. Ừ. Đây thì mình thấy có cháu Và kia là phấn khởi nhất kìa. Cười từ lúc bắt đầu là được bóc quà, rồi cũng như là chọn đồ ấy. Em có bảo mọi người ấy đi cứ cất đồ vào đi nhé, cứ cất gọn đồ vào đấy, cho chị này một cái bao tải này, cho em này bao tải này. Bố mẹ đang nhắc các cháu vào xót xinh à. Nào bây giờ bảo như nào nhờ, sao bị anh để bắt tay anh ấy à, đi sang bắt tay á. Cho tay mẹ, cho tay tít đầu. Ê, à bắt tay. Cho xanh á. Mẹ cho xanh mẹ. Bắt cẩn thận à. Đâu, Nam à. Bà này đi học rồi đúng không? Cháu cảm ơn. Hai mà. Có hai rồi mà. Cháu cảm ơn. Thả luôn mà. Ừ. Phải nói như nào? Nói như nào nhỉ? Đi học. Thả tiền cho sinh. Thả cháu cảm ơn. À con Pa nữa à? Con Pa chưa cho sinh à? Thế bây giờ các con so sánh rồi, bố mẹ phải so sánh chứ nhỉ? Hãy là lụt so sánh ở đây, sao là hãy là lụt so sánh rồi nhỉ? Rồi, cảm ơn chị nhé. Ô, một đội quân này toàn trẻ con thôi. Có đẻ nữa không? Nhà Dình với cả nhà anh Lử này có định đẻ nữa không? Dạ. Có đẻ nữa không? Không rồi. Không à? Tại là bây giờ là có đẻ được con trai rồi đúng không? Con này là con gái nhưng mà bây giờ mà không đẻ được để được một con trai đâu ạ. Anh ạ. Vâng. Thế không đẻ nữa đâu nhá. Đẻ nhiều khổ lắm. Nhà nhiều, không có gì ăn đâu. Khổ quá. Bây giờ như không tìm được thức ạ. Thế là Dình vừa đi làm thuê ở đâu về nhỉ? Quảng Ninh. À Quảng Ninh à? Đi làm cái gì ở dưới đấy? To tông rồi mà. À, cây. Thế không biết tiếng cũng đi làm được à? Chỉ bắt lúa tới mù là đi vô uống nè. Vô về. Muốn giống không? Không, muốn thôi gì mà. À, đi với em, anh rể. Đi với anh rể cái gì? Vâng. Ừ. Ý gì anh nói đây à? Con này vô sạch tay xếp tao rồi chưa nó thế? Ý mong tao ốp của tao. Một ngày là 200-300 à. Thôi được rồi, bà con mình giải tán thôi, ai về nhà nấy thôi. Ai có việc gì thì làm thôi. Không là cứ tập trung ở đây không dám về. À không, tí nữa đi ra thì vào. Ồ, thế nào, bye bye nào. Cha tê bye bye. Nào, bye bye nào. Bye bye nha. Bye bye nha. Ồ, đấy là mấy hộ này là ở trong kia. Mẹ đang nhắc của sao là?
đấy hộ. Nó đi mò đấy, mò tao. Đấy sử con nên mò túi con mò té. Hai ba cây à? Hai ba cây sao này. Ừ. Bây giờ anh em mình tên chia bảo là gia đình sẽ phép anh em đi vào trong này. Tí nữa ra nhá, tí nữa ra thì vào nhà chơi sau nhá. Rồi cảm ơn mọi người nhá.